già Noel cưỡi á, ông già Noel cưỡi con gì? Đúng. Trời ơi, biết cô Lan Ngọc không? Hai cái chữ trước đó. Cô Lan Ngọc, cái gì? Cái gì Lan Ngọc? Ở qua đi. Ở qua đi. Rồi qua đi. À, cảm ơn bạn Heo Cao Bồi. Cảm ơn con. Ê chụp. Nó giật, trời ơi. Lên đi con. Lên, lên con trai, lên. Em dễ thương quá à. Ủa vậy là coi như mình thắng rồi đó. Coi như mình thắng rồi đó. Coi như mình thắng rồi đó. Chú Bình. Hả? Báo chú Bình tin buồn là chú Ali đã 10 câu. Chú Bình bít cửa. Nếu như là Ali không 10 câu mà Bình được 10 câu thì Bình sẽ lật ngược cả thế cờ, là Bình sẽ trở thành người thắng chung cuộc. Nhưng bây giờ Ali đã đạt chuẩn được cái mức 10 rồi. Thì nếu như Bình có qua 10 thì Bình chỉ thắng được đúng vòng 3 thôi. Thì tỷ số nó vẫn có thể là 2-1. Nhưng được cái là gì biết không? Danh dự. Đúng vậy, gọi là cái danh dự, cái mặt của mình. Mặt mũi. Mặt mũi của mình. Gia tổ quy tông. Đúng vậy, phải qua được 11. Chuẩn bị, một câu hỏi duy nhất. Đây là những con bốn chân. 3 phút, bắt đầu. Chó. Ăn cỏ. Ba. Hay quá nha. Cái hai cái này nè. Cao. Giờ có hai cái cây này nó như thế không, nó bò bốn chân mà, nó bốn chân mà, nó có cái này nè. Mình bỏ qua được đó anh. Bỏ qua. À cái con này là con ngựa mà nó bằng nhỏ, con nhỏ, con ngựa bằng nhỏ. Con nhẹ. Con này mà nói dối á, một chữ thôi, bốn chân mà con ngựa giống con ngựa mà nó nhỏ xíu vậy nè. Ngựa non. Ngựa non. Qua. Giống con cọp mà bia nó chấm 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 chấm. Báo. Đúng. Bốn chân ăn cỏ hiền queo có hai cái sừng. Châu. Không giống giống con hươu vậy. Hai. Đúng. À cái con này là cái con mà bự à, nhưng mà nó có cái này nè. Khi đốt nó giống như là cái gì con người ta gọi cái gì, nhồi bông á. Khỉ. Rồi qua đi, lấy lông nó ra làm cái khăn choàng. Cư. Yeah. À. Ăn uống cà phê á, người ta nói cà phê cái gì á, nó hôi lắm. Bốn chân. Trơn. Đúng. Con này là người ta nói là già. Yeah. Nó giống như hồ ly vậy đó. Qua đi, qua đi. Ở sa mạc, bự thiệt bự. Đúng. Ông già Noel cưỡi á, ông già Noel cưỡi con gì? Đúng. Trời ơi, biết cô Lan Ngọc không? Hai cái chữ trước đó. Cô Lan Ngọc, cái gì? Cái gì Lan Ngọc? Ở qua đi. Ở qua đi. Rồi qua đi. Rồi, con này giống con bò. Châu. Đúng. Rồi, râu dài dài, râu dài dài. Đúng. Yeah. Rồi, con này là vợ mình. Làm gì? Chú đang làm gì? Đúng rồi. Yeah. Chú nói gió vô thành gì đó là... Đúng rồi. Yeah. Kung fu là gì? Bỏ qua. Bỏ qua. Nó rất là đáng ghét trong chuyện cô bé hoa hăng đỏ đó, cái con đó đó. Không không, nó giống cái con đó. Chính cái đuôi. Hết giờ. 12 câu thưa quý vị. Yeah. Bên này là hợp lực nè, bên này còn đứa chơi. Này nhỏ anh phải giỏi thiệt đó chứ. Tỉnh táo dễ sợ. Giỏi, trời ơi, biết tuần lộc nữa, giỏi chứ. Thương con tôi quá. Sao mà lăng dữ vậy không biết nữa. Có đứa con đáng đồng tiền chứ. Có đứa con đáng đồng tiền mà có ông ba bà mẹ cũng đáng đồng tiền luôn. Nói không dám cãi. Rôn rồi em. Nhà ta bán năm rồi với nhà kia nó bán rôn rồi. Nó khác em. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí mùa 3 lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.